Sức nóng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi cuộc thi nhan sắc đẳng cấp hàng đầu Việt Nam đã trở lại vô cùng mạnh mẽ với chủ đề Vinawoman, bản lĩnh Việt Nam. Từ khắp mọi miền trên đất nước, tại vòng sơ khảo khu vực miền Bắc và miền Nam của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, hàng trăm các thí sinh xinh đẹp đã hội tụ và sẵn sàng cho hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý, khiến không khí nóng hơn bao giờ hết. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng sơ khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 146, quy mô mà em muốn xây nhà cho người vô gia cư sẽ là như thế nào? Truyền năng lượng em. Truyền năng lượng của chị. À, không, nếu mà truyền năng lượng cho bạn, mình sẽ hát tặng bạn một câu vậy. Ôi em ơi, không có thời gian em ơi, còn nhiều người về trận đang chờ để cho bạn trả lời em ạ. Trước khi đến đây, em có chuẩn bị một tiết mục lip sync, em có thể biểu diễn không ạ? Tiết mục gì em? Em hỏi đi chị Hà Anh. Lip sync chị Hà Anh. Hà Anh ơi, chị xin em. Cho bài thì. À cho hát à, ok. Chị rất yêu và chị nghĩ là cái mà em giàu nhất bây giờ đó là giàu năng lượng. Em hãy truyền cái năng lượng tự tin này và cái giàu năng lượng này cho tất cả những mọi người đang còn nghi ngờ về bản thân mình. Mỗi một người đều được quyền đẹp theo cách riêng của họ. Chị thấy là em bị xâm hại tình dục năm 3 tuổi. Nhưng mà Vân muốn hỏi là bạn có sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện này hay không? Dạ có. I'm here to represent the intellect, the humanity and the spirit of Vietnam. I'm here to represent for Vina Woman. This is our spirit. 3 năm nay cố gắng làm việc rất chăm chỉ để em có thể xây dựng một sự nghiệp riêng của bản thân em. Đến ngày hôm nay em 27 tuổi, em là một người rich woman. Thực ra là em đã giấu tất cả mọi người là bàn tay em chỉ có 8 ngón. Nhưng mà hôm nay, ngay vòng casting, em đứng đây và nói lên điều này là em không giấu gì em nữa. Khi em nói nó vô cùng quyền lực, mặc dù em rất là bé xíu. Cô sẽ cho em một tấm vé vào thẳng. Cô phải thông báo với em rằng chúng ta phải chia tay ở đây. Phải dừng cuộc chơi tại đây. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay bạn trong top 70. Nếu như mà đây là quyết định của ban giám khảo thì bản thân em chấp nhận điều đó. Hãy đón xem tập 1 với chủ đề Catch Your Chance, được phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 16 tháng 4 năm 2022 trên kênh VTV9, độc quyền trên kênh YouTube Union Network, ứng dụng Vion và các kênh truyền hình địa phương.